Lúc 17 giờ 20 phút ngày 8 tháng 5 năm 2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang một sòng bạc có quy mô rất lớn hoạt động trong đình Càn Rang thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Đà Răng, huyện Đơn Dương. Khi lực lượng công an ập vào và bắt quả tang thì có đến gần 100 con bạc đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền. 47 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ. Lực lượng công an đã thu trên chiếu bạc gần 72 triệu đồng, 2 đĩa, 1 bát, 8 quân vị, 37 điện thoại di động, 2 xe ô tô, gần 160 triệu đồng trong túi các con bạc. Đây là sòng bạc hoạt động với quy mô lớn. Lợi dụng việc hàng năm đình Càn Rang tổ chức cúng thanh minh, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc trong nhiều ngày, thu hút nhiều con bạc không chỉ tại địa phương mà ở các địa bàn lân cận như Đức Trọng, Lâm Hà và tỉnh Ninh Thuận đến tham gia. Sau khi hoàn tất việc lập biên bản phạm tội quả tang, các đối tượng đã được đưa về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để tiếp tục đấu tranh phân loại để xử lý.